Sáng nay, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Nguyễn Thị Anh Thi chủ tọa kỳ họp. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, thành phố Đà Nẵng tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2023. Kinh tế duy trì sự tăng trưởng, hoạt động dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, cùng với nhiều sự kiện hoạt động đặc sắc được tổ chức, nhất là tổ chức thành công lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2003, chương trình tận hưởng Đà Nẵng 2003 thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, tạo nền tảng tinh thần, động lực mới cho sự phát triển của thành phố. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Thành phố Đà Nẵng năm thứ ba liên tiếp được xếp hạng nhất cả nước về chuyển đổi số trong 3 năm 2020-2022, năm thứ ba liên tiếp đạt giải nhất về thành phố thông minh Việt Nam. Các chương trình an sinh xã hội được duy trì thực hiện tốt, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, thách thức và các nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan đối với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tập trung trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, có quyết tâm chính trị cao hơn nữa, chủ động nắm bắt những thời cơ thuận lợi, khắc phục những khó khăn, nhất là cần có giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của các cấp chính quyền thành phố và các sở ban ngành thành phố. Với yêu cầu đó, kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố là kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, có ý nghĩa hết sức quan trọng để tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá thực chất toàn diện về tình hình và những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và đề ra các giải pháp nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2023. Kỳ họp lần này sẽ thảo luận, bàn bạc, cho ý kiến 140 tài liệu và biểu quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng, có tác động lớn và trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân thành phố. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được kiểm soát hiệu quả. Xu thế mở cửa lại nền kinh tế diễn ra không chỉ trong nước mà trên khắp thế giới đã góp phần thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch dịch vụ, xuất nhập khẩu phục hồi. Với sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chủ đề năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tăng trưởng GDP chưa đạt như kỳ vọng. Thu ngân sách tính đến ngày 14 tháng 7 chỉ đạt 45,52% dự toán. Tại phiên khai mạc sáng nay, các đại biểu đã lắng nghe đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng báo cáo tóm tắt về kết quả kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa 15. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và các ý kiến kiến nghị của cử tri, báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và đơn thư công dân. Việc thực hiện các nghị quyết, cam kết chất vấn và thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, kết quả giám sát cùng một số nội dung báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân thành phố.